Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá lúa cũng như là giá gạo mới nhất hiện nay nha anh chị ha. Thì kênh của em là cập nhật từ những anh chị khán giả mà xem kênh của em á, sau đó anh chị bình luận lên, ví dụ như anh chị ở tỉnh Đồng Tháp hoặc tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng gì đó. Rồi anh chị xem, anh chị biết cái giá lúa tại khu vực anh chị, các anh chị bình luận lên và cái video sau thì em sẽ đọc lại ha. Thì ở đây thì em thấy có một bạn là Nguyễn Thanh Minh 7359 nha. Thì bạn này bạn bình luận vào kênh em khoảng đâu là 5 tiếng trước, thì có ghi là ở Tân Sơn, Trà Cú, Trà Vinh, cái giống lúa là OM18 á, hiện tại là bạn bán là giá là 8.200 nha anh chị ha. Thì đó là vậy. Và một bạn là Phạm Tiến Di 86 nha, thì bạn nói là ở khu vực Phan Rang, Ninh Thuận đang mở đồng nhưng giá lúa chỉ có 6.400 đến 6.700 một ký. Đối với giống lúa là Đài Thơm 8 thì đối với cái giá như vậy thì nó rất là rẻ so với những cái tỉnh miền Tây nha anh chị ha. Nhưng mà tỉnh miền Tây hiện tại là bây giờ có một cái tình trạng như thế này nha anh chị ha, là hạn mặn á, nó đang xâm nhập. Rồi cái lúa của mình á, nó không có vô gạo được, nó mới vô khoảng đâu là nửa hạt gạo thôi. Thành ra là cái giá lúa bán nó có mấy nơi á, là không có cao nha anh chị, có nghĩa là mình bán cái lúa non của mình á thì giá nó tầm khoảng đâu là 5.000 cho một ký thôi. Thì ở đây là em cập nhật vào mấy bữa trước nha anh chị ha, em cũng có bình luận lên cho anh chị cùng xem đó. Rồi thì em sẽ tiếp tục là em đọc những cái bình luận mà những anh chị khán giả đã bình luận lên nè. Một bạn là Ali CE ha, bạn cập nhật là lúa ở Bình Thuận luôn, là 5451 lấy mua là 6.800, ép giá quá luôn. Thì so với cái tỉnh miền Tây của em đang cập nhật anh chị thì nó rất là rẻ, nó rẻ hơn khoảng đâu là 1.000 mấy luôn anh chị, khoảng đâu là 1.500 luôn anh chị ha. Nếu như mà anh chị tính theo mà đầu tấn coi, 1.500 thì nó mất rất là nhiều tiền. Ở dưới tỉnh miền Tây em là người ta tính theo là 100 đồng luôn á, dụ như 200 đồng, 500 đồng luôn á, là người ta tính rất là siết. Rồi em cập nhật là bạn Trần Tấn Đạt ha, 3410, thì bạn nói là 1 tấn lúa khô là sai được bao nhiêu ký gạo thành phẩm vậy bạn? Thì ở đây thì có một bạn khác vô bình luận ha, gạo trắng thông thường là khoảng đâu là 670 đó. Thì cái này thì mình cũng không có rành nữa nha anh chị ha, mình chủ yếu là cập nhật giá thôi. Thì có những anh chị khác rành đó, ví dụ như những anh làm trong nhà máy á, thì rất là biết rành, ví dụ như làm trong nhà máy lâu lâu năm là biết, ví dụ như tấn gạo là nó sai ra khoảng là đâu là bao nhiêu hết à. Rồi thôi thì em cập nhật tiếp cho anh chị về cái giá phân ha, tại vì có một anh là Nguyễn Hòa Hiệp 5637 nè, ảnh cập nhật cái giá phân ở khu vực ảnh ha, là giá phân là DAP hồng hà xanh nha anh chị ha, là ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, một bao là 50 ký, là mua tiền mặt là 1.020.000 nha anh chị ha. Đó, còn đối với là 1.020.000 là một bao à, này vậy nè anh dịch ra luôn. Rồi tiếp tục là em sẽ đọc cái câu bình luận của bạn Nguyễn Thiên An. Bạn nói là vài ngày nữa là khi lúa về doanh nghiệp hết rồi thì cái chắc sẽ lên ngất ngưỡng luôn, nông dân làm gì có cơ hội làm giàu, chỉ cho doanh nghiệp, tội nông dân. Đó thì cái này thì bạn dự đoán trước á, là khi mà lái anh chị người ta thu gom lúa xong hết tất cả rồi đúng không, nó về cái những cái kho chứa của doanh nghiệp thì lúa của mình là nó sẽ lên, là trong khi đó là dân của mình là đã hết lúa nha anh chị. Nhưng mà hiện tại thì giá nó rẻ, như cái khu vực tỉnh Bình Thuận là giá rẻ nha anh chị ha. Hôm nay là có thêm cái Bình Thuận nữa là mở đồng nha, chứ qua nay là chỉ có thấy là Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè với Bạc Liêu, hôm nay thì có thêm cái Bình Thuận nha. Còn ở Tây Ninh là dụ như chắc khoảng đâu là 3-4 bữa nữa là hết lúa rồi. Long An thì cũng còn một số chỗ ha, còn tỉnh em thì hết rồi. Hôm nay thì bữa ra là em chỉ quay đường xá cho anh chị xem thôi, chứ bữa trước là quay lúa không đó, hôm nay hết lúa rồi quay đường xá đỡ cho anh chị xem đỡ. Rồi bạn Hậu Trần 2607 ha, ở xã An Ninh nè, hậu huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, OM34 là mùng 8 này cắt nè, là lúa là 7.500 nha em. Rồi em cảm ơn anh Hậu Trần nha, đã tham gia tích cực trong bình luận chung kênh của em. Rồi tiếp tục là bạn Hiệp Nguyễn 2461 nha, bạn nói là ở Ninh Thuận lúa tươi là 6.300. Rồi Bình Thuận là và Ninh Thuận có thêm lúa nữa nha anh chị. Tiếp tục là một bạn là Quang Trường 7815, bạn cập nhật cái lúa là ST24 nha, ở Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh, là giá là 9.000, nàng qua chính là 8.000. Cái thằng ST lúc nào giá nó cũng cao nha anh chị ha, ST là giá 9.000 là chuyện bình thường. Nói chung là ST là bây giờ hiện tại là nó
hôm rồi khoảng đâu một tuần trước là ST nó cũng tăng mạnh nữa, em cũng có làm video em nói. Rồi một bạn là Mỹ Hoàng 6419 hỏi giá lúa ST bao nhiêu vậy anh nè, thì em mới vừa đọc xong luôn là ở Trà Vinh nha là 9.000 nha, còn những anh chị ở tỉnh khác thì em chưa có cập nhật được, nhưng mà riêng tỉnh Trà Vinh là hiện tại là 9.000. Rồi tiếp tục là em sẽ bình luận cái câu bình luận của bạn là toàn mấy cây là lúa giá lúa khô OM 18 giá bao nhiêu vậy. OM 18 thì hôm qua anh kia cập nhật là khoảng đâu là tầm 10.000 nha, tầm đó luôn á. Rồi một bạn là user WF nè, Bình Thuận 5451 là 6.700 đến 6.800. Một bạn user 9B nói Tây Ninh sắp hết lúa rồi, giờ giá mới lên, giống lúa là 1352 là 7.600. Bạn user 8M bình luận là Đại Tâm Mỹ Xuyên 5451 là lái cho giá là 8.000 nhưng mà bạn chưa bán. Rồi tiếp tục là Ba U nè, Trà Vinh là 8.300, mùng 2 này cắt giá lúa là Đại Thâm 8 nha anh chị. Rồi một bạn là Võ Văn Khanh 8923, bạn ở khu vực là Bạc Liêu nha, thì bạn bán cái giá là nàng qua chính là 8.500, khá là cao nha anh chị ha. Cái thằng nàng qua với thằng ST hồi nãy giờ là em cập nhật là từ 8.500 đến 9.000 không, cái giá lúa tươi của mình nha anh chị. Nói chung là anh chị nào trồng những giống lúa đó thì ok là ngon nha. Bạn Quốc Thiên 2287 bạn nói là lúa mùa này trúng quá mà cò nó hết kho rồi, nó bây giờ nó muốn ép giá cho bà con mình ở Bình Thuận. Là hôm nay là Bình Thuận với Ninh Thuận là có mở đồng nha anh chị ha, đặc biệt là Bình Thuận là mở đồng nha. Nãy giờ em đọc là một số câu bình luận của những anh ở Bình Thuận xem kênh của em đó. Rồi anh chị nào mà thấy em cập nhật được thì cho em xin một like nha, tại vì em thấy anh chị like ít quá, tại vì anh chị like thì nó mới đề xuất những cái video mới cho anh chị, chứ em cũng không có được tiền chỉ từ cái vấn đề mà anh chị cho like đâu. Đó, cảm ơn chị trước luôn nha. Rồi một bạn là Nguyễn Hiệp Qua, bạn nói là mình mới rải phân hôm qua huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp, giá phân DB Hồng Hà Xanh là 1.200.000, ure Cà Mau là 540.000, còn Cali Miễn là 500.000, NPK 2015 là 845.000. Rồi cảm ơn bạn luôn ha. Và một bạn ở Long An nè, cập nhật là ở Vĩnh Châu, Tân Hưng, Long An, giá OM 18 là người ta mua là 8.100, vậy là tỉnh Long An của mình cũng vẫn còn lúa nha anh chị ha. Nãy giờ em cập nhật nè, Long An nè, Bình Thuận nè, Ninh Thuận nè, Sóc Trăng nè, Trà Vinh nè, Bạc Liêu nè, là đang còn lúa. Còn những cái tỉnh khác như qua hôm kia thì em có nói là anh Thành Đô TV anh có lên clip á, thì em không biết ảnh ở cái khu vực nào, nhưng mà em thấy cái cánh đồng á là lúa là nó khoảng đâu là từ 20 cho đến 25 ngày rồi nha anh chị ha, lúa nó đã đẻ nhánh rồi. Rồi thì em cũng hôm nay cập nhật cho anh chị những một số thông tin mới nha. Thì có cái tình trạng là bây giờ là hạn mặn anh chị, nó xâm nhập vô rồi và không có nước để tưới, thành ra là lúa của mình bây giờ là nó vô mới có nửa hạt gạo thôi, thành ra là bán nó cũng khá là rẻ. Thì đó là vậy nha anh chị ha, đó là thông tin mới nhất từ kênh của em cập nhật cho anh chị. Rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp nha.